Thưa quý vị, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vốn là hai cái tên thuộc hàng đỉnh lưu hiện nay. Hai diễn viên cùng trở nên nổi tiếng vượt trội sau khi tham gia diễn chính trong bộ phim Trần Tình Lệnh. Khi fan meeting của bộ phim kết thúc, hai diễn viên đã chính thức rẽ theo hai hướng đi khác nhau để phát triển sự nghiệp riêng. Cả hai đã có sự trỗi dậy hoàn toàn khác biệt trên con đường sự nghiệp từ đó đến nay. Trong khi sự nghiệp của Tiêu Chiến bị đóng băng gần một năm do sự cố 227, thì sự nghiệp của Vương Nhất Bác liên tục thăng tiến. Có thể thấy rằng, sự nghiệp của Vương Nhất Bác chưa từng có điểm dừng nào. Anh ấy đã thăng tiến liên tục trong 4 năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, thì cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều có chỗ đứng vững chắc trong ngành giải trí Trung Quốc. Cả hai liên tục thay nhau dẫn đầu các bảng xếp hạng. Họ cũng là hai nam nghệ sĩ sở hữu tổng số chứng thực thương mại cao nhất trong giới giải trí Trung Quốc. Mới đây, bảng xếp hạng ca sĩ xuất sắc nhất châu Á-Thái Bình Dương quý 4 năm 2023 đã được công bố. Vị trí quán quân thuộc về ca khúc Voki do Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến song ca. Người đứng thứ 2 là Vương Nguyên và người đứng thứ 3 là Vương Tuấn Khải. Nhưng điều đặc biệt là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã giành được vị trí quán quân trong cả quý 2 và quý 3 và giành vị trí Á quân trong quý 1 năm 2023. Với màn song ca trong ca khúc Voki, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã chiến thắng tới 3 quý trong năm 2023. Xin được chúc mừng hai nghệ sĩ. Ca khúc này đã được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác biểu diễn từ 4 năm trước, nhưng cho đến hiện tại độ nó vẫn rất nổi tiếng. Những điều này cho thấy mức độ ảnh hưởng của bộ phim Trần Tình Lệnh vẫn rất cao đối với khán giả. Trong quý 4, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giành chiến thắng với 1.866.454 phiếu bầu. Vương Nguyên về nhì với 1.734.170 phiếu bầu và vị trí thứ 3 thuộc về Vương Tuấn Khải với 1.695.474 phiếu bầu. Mức độ chênh lệch phiếu bầu của các nghệ sĩ không quá xa nhau. Một lần nữa, ca khúc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã chiến thắng và họ đã trở thành ca sĩ xuất sắc Thái Bình Dương trong quý 4 năm 2023. Chúc mừng hai nghệ sĩ!